Mục, người gieo hạt sức khỏe tài chính. Mình là Lương Duyên và bạn đồng hành với mình là anh Quang, cùng đến từ khối quản lý tài sản. Hôm nay thì mình và anh Quang sẽ cùng nhau review cuốn sách Ikigai, đi tìm lý do thức dậy mỗi sáng. Trong cuốn sách có nói đó là điều gì mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, lý do tồn tại. Điều gì mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, lý do tồn tại của bạn là gì? Tại sao có những người biết rõ điều họ muốn và sống trọn vẹn đam mê cả cuộc đời, trong khi số khác lại dạt trôi trong một thế giới đầy mơ hồ và mỏi mệt? Trong tiếng Nhật thì Ikigai có nghĩa là đi tìm mục đích sống của đời bạn, hoặc là một lý do để thức dậy mỗi sáng. Theo người Nhật quan niệm rằng tất cả mọi người đều có Ikigai, lý do tồn tại hay mục đích sống. Và theo người dân của ngôi làng sống rất thọ trên thế giới tại Nhật Bản thì tìm ra Ikigai là chìa khóa để có được cuộc sống hạnh phúc và lâu dài. Và khi mà sở hữu một Ikigai rõ ràng, tức là mỗi sáng chúng ta thức dậy, bạn có thể vùng dậy với cảm giác vui sướng, sẵn sàng sống một ngày thật năng động và hạnh phúc và đầy ý nghĩa. Và xuyên suốt cuốn sách thì có nhắc đến 10 quy tắc của Ikigai. Nguyên tắc thứ nhất đó là hãy năng động và tiếp tục làm việc ngay cả khi mà nghề nghiệp chính thức của bạn chấm dứt. Thứ hai đó là sống chậm lại. Thứ ba đó là không ăn quá no. Thứ tư đó là gần gũi với bạn bè thân thiết. Thứ năm, giữ sáng cho lần sinh nhật kế tiếp. Thứ sáu là hãy mỉm cười mỗi ngày. Thứ bảy là gắn kết lại với thiên nhiên. Thứ tám đó là biết ơn. Thứ chín đó là sống trọn vẹn, sống trong hiện tại. Và cuối cùng thứ 10 đó là theo đuổi Ikigai của mình. Và thông qua cuốn sách thì tác giả mong muốn rằng mỗi chúng ta hãy tìm ra và theo đuổi được Ikigai của mình, để mỗi sớm mai thức dậy bạn biết là mình đang sống vì điều gì. Vậy thì sau cuốn sách thì anh Quang học hỏi được gì cho chính bản thân mình? Đầu tiên là trong cái chương 1 Ikigai nghệ thuật mãi trẻ trung khi về già. Thì trong này như phần đầu Duyên đã giới thiệu rồi, là nó có một số cái yếu tố khá là quan trọng, trong này có ba cái đó. Một là cái lý do tồn tại của bạn là gì, đúng không ạ? Thì theo người Nhật là tất cả mọi người đều có Ikigai, mà cái tương tự như vậy một triết gia Pháp người ta gọi là raison d'être, tức là lý do mình tồn tại là ra sao. Một số người đã tìm thấy Ikigai của mình, số khác thì cũng đang tìm kiếm. Thế nhưng mà Ikigai vốn luôn tồn tại trong họ, đó là điều đầu tiên ha. Thứ hai là như đã nói là cái vùng đảo trên đất nước Nhật Bản, Okinawa, người ta gọi là cái vùng xanh ấy. Thực ra vùng xanh này thì trên thế giới là có năm cái vùng xanh. Và trong cuốn sách này có nhắc đến là đứng đầu chính là Okinawa, Nhật Bản này. Thứ hai là Sardinia, Ý này. Rồi thứ ba là Loma Linda ở California. Thứ tư là bán đảo Nicoya ở Costa Rica. Thứ năm là Icaria ở Hy Lạp. Trên thế giới nó có năm cái vùng xanh đó, mà nơi mà đặc biệt người sống rất là thọ, thì đặc biệt là phụ nữ Okinawa là sống lâu hơn và ít bệnh tật hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Thì trong này người ta còn được mệnh danh là gần như là hòn đảo gần như là trẻ mãi không già luôn. Người ta luôn luôn có một cái động lực, ý thức cộng đồng cực kỳ là mạnh mẽ nhé, xác định là ra Ikigai quan trọng không, và ngoài ra là có một chế độ ăn uống lành mạnh nữa. Đó. Thì hồi nãy Duyên cũng nhắc đến là cái bí mật 80% rồi, đúng không ạ? Chính là người ta chỉ ăn lấp đầy 80% dạ dày của bạn thôi, không ăn quá no. Ngoài ra có thêm một yếu tố nữa nhé, đó là người ta gọi là moai, hay còn gọi là kết nối trọn đời, tức là cái phong tục tập quán Okinawa là họ tạo một mối liên kết bền chặt trong cộng đồng địa phương, nơi mà những người dân ở đó họ có một mối quan tâm chung và họ chăm sóc lẫn nhau. Đó là một, nói chung tóm lại là có ba yếu tố quan trọng: một là cái Ikigai là một đời sống mỗi ngày, thứ hai là cái bí mật 80% cho bạn muốn, và thứ ba là người ta có một cái moai, một cộng đồng mà kết nối trọng đời với nhau. Bí quyết là gì? Em thấy có một cái phần nói rất là hay thêm, đó là về bí quyết chống lão hóa. Cái này thì chắc là chị em thấy quan tâm rất là nhiều. Trong này là những điều rất là nhỏ nhặt thôi, nhưng cũng góp phần để tạo nên cuộc sống lâu dài và hạnh phúc. Thì ở trong cái phần này thì em thấy là có nói về tâm trí năng động và cơ thể trẻ trung, tức là luôn luôn tồn tại xung đột giữa những điều có lợi với một người và với điều mà họ muốn làm. Thì hầu như hết tất cả mọi người, hay đặc biệt là những người lớn tuổi, khi mà thích làm việc thì luôn luôn làm từ trước đến nay, và họ ngại thay đổi và không chịu học những cái mới. Và vấn đề là khi não bộ mà họ phát triển nhưng mà thói quen cũ thì họ cần phải thay đổi để tạo ra những cái mới. Cách thứ nhất đó là phải phá bỏ cái thói quen đó đi, và buộc khi đó thì não bộ phải đương đầu với những thông tin mới, thì sẽ tạo ra những cái kết nối mới và tiếp
được tiếp thêm sinh lực trong cuộc sống. Và thêm vào đó, đó là họ có nhắc đến đó là stress. Thì cái stress này nó là cái thủ phạm để giết chết tuổi thọ của chúng ta. Vậy thì stress diễn ra như nào? Thì ngày nay khi mà cuộc sống rất là phát triển, nếu như mà trước đây ở thời nguyên thủy thì họ có nói là họ thư giãn mọi lúc mọi nơi này, hay là chỉ cảm thấy căng thẳng trong những thời gian cố định. Nhưng mà với mình trong thời đại người hiện đại bây giờ thì họ làm việc liên tục, và trong công việc đấy thì luôn luôn đặt cho mình những cái áp lực trong công việc. Chính những cái đó là tạo nên stress. Và bên cạnh đó thì công nghệ cũng phát triển, họ luôn tiếp xúc với công nghệ quá nhiều, và đó cũng là một cái để gây ra stress nhiều hơn. Và kèm theo đấy là nói đến cái việc là giải tỏa stress như thế nào. Cái vấn đề stress thì mọi người rất dễ để có thể nhận biết. Khi cảm thấy cơ thể mệt mỏi, nó sẽ báo cơ thể mình rất là nhạy cảm và có thể báo hiệu cho mọi người luôn, và sẽ gây ra những cái cảm giác lo âu và dẫn đến căng thẳng. Chính vì vậy mà ở trong cuốn sách thì tác giả có nêu ra một cái, đó là thực hành chánh niệm. Đó là một những cái phương pháp để có thể ngăn ngừa stress, để phòng tránh những tổn thương liên quan là vô cùng quan trọng. Thông qua cái phương pháp thiền này thì có thể là giúp cho chúng ta lọc được thông tin, tiếp nhận được những cái thế giới bên ngoài, và nó cũng có thể đạt được thông qua các bài thở hay yoga hay là thiền quét cơ thể. Đó là những cái, đấy là một cái vấn đề về giải tỏa stress, là một cái vấn đề mà em nghĩ là trong thời đại hiện nay thì mọi người hầu hết ai cũng sẽ phải gặp phải vấn đề này. Nếu như mà mình biết kiểm soát về stress ấy, thì cuộc sống của mình sẽ trở nên vui vẻ hơn, thú vị hơn. Tức là họ làm mình như chơi thì sẽ cảm thấy rất lúc nào cuộc sống cũng thú vị hết. Trong cái chương này cũng nhắc đến một cái chỗ mà nhiều người như chúng ta làm văn phòng hay mắc phải cái yếu tố chỗ này, tức là ngồi nhiều là cũng khiến bạn nhanh già, đúng không? Đã, trong này, đúng không? Nếu mà mình ngồi quá nhiều ở văn phòng ở nhà không chỉ làm suy giảm cơ bắp và sức khỏe đường hô hấp, mà còn làm tăng sự thèm ăn, chế ham muốn vận động. Thì trong này, trong sách này họ cũng đưa ra luôn các cái bài tập này, nó tạo thành thói quen. Ví dụ như là mình đi bộ đi làm, hay là đi bộ ít nhất 20 phút mỗi ngày, đúng không? Hoặc là ví dụ như mình đi cầu thang bộ thay vì đi thang máy này. Điều này nó tốt cho vóc dáng, cơ bắp và hô hấp. Rồi ngoài ra thì mình có thể tham gia các hoạt động xã hội là giải trí. Nhờ vậy mà mình hạn chế được thời gian ngồi trước màn hình TV chẳng hạn. Mình thay thế các cái loại đồ ăn vặt bằng hoa quả, từ đó mình giảm bớt cái nhu cầu ăn nhẹ, đồng thời cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể, và đặc biệt là phải ngủ đủ giấc. Ngủ từ 7 đến 9 tiếng là tốt nhất. Nếu mà ngủ nhiều quá thì nó cũng là tạo cái cảm giác hệ hoàn. Thì đó là những cái thói quen cơ bản mà trong sách này cũng khuyên mình chống lại những cái tác hại do là từ việc ngồi văn phòng. Ngoài ra thì liên quan đến cái chương mà về chống lão hóa cái stress ấy, thì trong cái chương này cũng nhắc đến một điểm khá là hay. Đó là khi mà người ta quan sát những cái người mà trăm tuổi ấy, thì họ có đặc điểm chung là cuộc sống của họ cũng không thiếu những cái thời điểm họ gặp khó khăn, tức là họ vẫn gặp khó khăn nhưng mà không. Nhưng mà có điều đặc biệt là cái cách tiếp cận những cái thách thức này với cái thái độ tích cực, và không để những trở ngại phải đối mặt lấn át cái bản thân của họ. Đó là bổ sung thêm mấy cái điểm quan trọng trong cái chương mà bí quyết để chống lão hóa. Còn một cái nữa mà em thấy quyển sách nói, đó là về cái liệu pháp Morita. Cái đó là rất là hay. Cái này thì là của một nhà tâm lý trị liệu cũng cùng tên luôn là Soma Morita. Ông là một thiền sư, và liệu pháp của ông thì để lại một dấu ấn tinh thần ở Nhật Bản. Thì trong cái liệu pháp Morita này thì lý giải quan điểm buông bỏ được cảm xúc tiêu cực bằng những cái câu chuyện ngụ ngôn hay gì đó. Thì ở trong này ông có những cái nguyên tắc cơ bản của liệu pháp này, đó là có 3 nguyên tắc. Thứ nhất là chấp nhận cảm xúc của bản thân mình. Tức là nếu như mà có những cái suy nghĩ ám ảnh, chúng ta không nên cố gắng kiểm soát quá nhiều. Chúng ta hãy chấp nhận nó, nhận diện ra nó đấy. Để chúng ta có thể, nếu chúng ta mà càng tìm cách mà loại bỏ cái cảm xúc đó thì càng khó để có thể loại bỏ được nó. Thứ hai đó là làm điều nên làm. Thì chúng ta không nên tập trung xóa bỏ những cái triệu chứng, bởi lẽ là quá trình phục hồi tự khắc thì nó sẽ đến. Chính vì vậy mà nhận diện nó và làm những gì mà chúng ta cảm thấy đúng đắn. Thứ ba đó là khám phá mục đích sống của bản thân. Cái này là rất là quan trọng này. Chúng ta không thể kiểm soát được cảm xúc, nhưng chúng ta
có thể chịu trách nhiệm cho những hành động của mình mỗi ngày. Cái điều này là rất quan trọng, chúng ta biết chịu trách nhiệm với chính bản thân của chúng ta. Và do đó, và chính vì nhờ đó mà chúng ta ý thức rõ được cái mục đích sống của bản thân, mục đích của bản thân. Và luôn nhớ có một câu thần chú của Morita, đó là chúng ta cần phải làm gì ngay bây giờ, chúng ta nên hành động như thế nào. Mấu chốt để đạt được điều đó là dám nhìn vào bên trong bản thân để tìm thấy ikigai của mình. Và ngoài ra trong sách này có một cái chương nó nhắc đến một cái khái niệm khá hay, đó là mình đạt tới cái trạng thái trôi trong mọi việc mình làm. Đấy, thì cái phần này mình khái quát lại cái 7 điều kiện để mình đạt được cái trạng thái trôi. Cái này là theo nhà nghiên cứu Owen Schaffer của Đại học DePaul. Tức là điều kiện để đạt được trạng thái trôi là: thứ nhất là biết đang làm gì này, thứ hai là biết phải làm như thế nào này, thứ ba là biết bản thân làm tốt đến mức nào này, thứ tư là biết đích đến này, thứ năm là nhận thức được những thách thức chính này, thứ sáu là nắm được những kỹ năng quan trọng, và thứ bảy là không bị sao lãng. Thì ngoài ra thì Duyên thấy cái khái niệm trôi trong công việc nó như nào, em có cảm nhận gì về cái chương này không? Cái khái niệm trôi này rất là quan trọng mà mọi người đều đang đi tìm nó. Hầu hết thì đi làm ấy, mọi người nếu như mà khi mà làm bất kỳ một việc gì đó, mọi người thực sự là có tâm huyết với việc đó, cảm thấy là làm mà như chơi, thì rất dễ có thể là đạt được cái trạng thái này. Nhưng mà hầu hết thì không phải là nhiều người đạt được trạng thái này. Khi mà bản thân mất tập trung vào những cái việc làm mình quan trọng, thì mình có thể áp dụng những cái chiến lược mà trong sách tác giả có nói. Trong đấy là có 3 chiến lược. Chiến lược thứ nhất đó là chọn những nhiệm vụ khó khăn nhưng mà đừng quá khó. Tức là ở đây là nó khó, nó tạo ra thách thức cho mình nhưng mà trong khả năng của mình. Và nếu như mà nó cảm thấy tức là khi mà mình lựa chọn, mình có những cái vùng an toàn và vùng thách thức đối với bản thân ấy, thì mình hãy thêm một chút gì đó và đặt bản thân ra khỏi vùng an toàn của mình, thì mình có thể có gọi là sự nỗ lực trong cái việc mà mình làm. Cái chiến lược thứ hai đó là có mục tiêu rõ ràng và cụ thể. Tức là cái chiến lược này muốn nói là khi mà mình làm hay là mình thực hiện bất kỳ cái mục tiêu gì đó, mình đã có mục tiêu rồi, thì cái mục tiêu là cái rất quan trọng nhé. Khi mà mình có mục tiêu thì mình sẽ vẽ được từng bước để mình có thể đạt được cái mục tiêu đó. Chính vì vậy mà khi làm việc thì nên có mục tiêu rõ ràng và cụ thể. Và cái chiến lược thứ ba đó là tập trung vào một việc duy nhất, hay là có thể nói là tập trung vào cái việc quan trọng, việc cần làm để mình có thể làm trong cái này. Thì để tập trung vào một việc thì chúng ta cần đó là ở trong một môi trường không bị phân tâm, tức là hoàn toàn trí não chúng ta tập trung và muốn làm nó. Thứ hai đó là không ngừng kiểm soát mọi thứ mình đang làm, tức là mình phải điều khiển được tất cả. Đó là cái mà em thấy rất là hay mà chúng ta có thể học hỏi được. Và đây thì anh thấy có một cái chương cũng rất là đáng tham khảo, đó là những cái bậc thầy về trường học, đúng không ạ? Thì rõ ràng là những người mà họ đã sống qua cái độ tuổi đó rồi, thì bản thân họ là những nhà thông thái rồi, đúng không ạ? Thì cái chương này có mấy cái điểm khá là hay đây nhé. Tức là chẳng hạn như lúc người ta đi khảo sát phỏng vấn này, đầu tiên là cái cô bà Misao Okawa, cụ này sống 117 tuổi. Và cái khái quát là ăn ngủ và bạn sẽ sống lâu, bạn phải học cách nghỉ ngơi. Đấy, thì trong này là khi mà được các chuyên gia hỏi về thói quen tự chăm sóc bản thân của mình á, thì bà Misao trả lời đơn giản là gì? Ăn sushi và ngủ. Và chúng ta nên bổ sung thêm là có một khát vọng sống mạnh mẽ nữa. Đấy, thế thì lúc mà người ta hỏi về bí mật trường thọ của mình thì bà trả lời hóm hỉnh thôi, tôi cũng đang tự hỏi mình điều tương tự. Và bà lão này qua đời hưởng thọ là 112 năm và 150 ngày. Đấy. À không, cái này là thêm một bằng chứng nữa trong cái mảnh đất đó thôi. Đây là một người khác đó. Là bà, ngoài bà Misao thì trong cái vùng đất này là có cái ông Sakari Momoi thì cũng hưởng thọ là 112 năm và 150 ngày. Đấy. Ông cũng là một người sống rất thọ trong vùng đất này. Rồi có một cái trường hợp khác, đó là bà Maria Capovilla sống 116 tuổi. Thì bà này phát biểu là cả đời tôi là chưa bao giờ ăn thịt. Lúc phỏng vấn bà thì bà bảo như vậy. Rồi mà trong này đặc biệt là bà này bà rất là thích khiêu vũ nha. Tôi rất là thích điệu van và vẫn có thể khiêu vũ điệu đó. Thì trong này khi mà được hỏi về, sau khi kể về những hồi ức của mình ấy, thì bà bắt đầu
khiêu vũ, một trong những niềm đam mê lớn nhất của bạn, với một cái nguồn năng lượng khiến người ta cảm tưởng là bạn trẻ ra vài chục tuổi luôn. Và khi được hỏi là về bí quyết trường thọ của mình thì bạn trả lời đơn giản là: tôi không biết bí quyết để sống lâu là gì cả, điều duy nhất tôi làm là cả đời tôi chưa bao giờ ăn thịt. Và tôi nghĩ đó có thể là lý do. Một cụ khác là bà, ồ nhiều bà thế, nãy giờ toàn bà thôi. Bà Jen Carmen tầm 20 tuổi này, đã nói chung là tóm lại là khá nhiều mà phụ nữ đúng không ạ? À, thì đây là lời của những cái những người mà sống cực kỳ thọ luôn. Rồi và trong với thêm một cái nữa là cái tác giả của cuốn sách này là họ đến cái làng gọi là Ogimi. Làng Ogimi là làng ở phía bắc của đảo Okinawa, cái vùng mà đặc biệt là có số tỷ lệ người thọ là cao nhất thế giới luôn. Thì đến cái vùng này thì nó có một vài cái đặc điểm quan trọng riêng có thể nghe được không? Bài học từ những người trăm tuổi ở cái vùng này thì họ có đến phỏng vấn và lọc ra được những cái ý rất là ý quan trọng và đặc biệt ấy. Đó là có 5 ý. Ý thứ nhất đó là họ nói là để có thể kéo dài được tuổi thọ ấy, thì đừng lo nghĩ quá nhiều. Tức là bí quyết để sống lâu là đừng lo nghĩ và giữ trái tim luôn tươi trẻ, đừng để nó ra đi. Và hãy nở một nụ cười và mở rộng trái tim với tất cả mọi người. Nếu như mà chúng ta mở nụ cười này, chúng ta mở rộng trái tim cho con cháu mình, cho bạn bè hay cho mọi người xung quanh, và tất cả mọi người thì đều muốn gặp mình thì mọi người cũng đều vui vẻ. Và đó là cái, giống như có một câu, giống như có câu là một nụ cười bằng 10 thang thức bổ ấy. Đó. Thứ hai đó là trau dồi thói quen tốt. Thì ở họ đó là mỗi sáng thì họ còn nói là họ luôn vui vẻ thức dậy lúc 6 giờ và mở rèm cửa để nhìn ra vườn rau của mình. Họ ra vườn để kiểm tra vườn rau này, cà chua này, cam quýt, và họ nói rằng họ rất thích ngắm chúng, và điều đó thì làm cho họ thư giãn. Và thứ ba đó là họ nuôi dưỡng tình bạn mỗi ngày, tức là họ sẽ tụ tập với bạn bè là ikigai quan trọng nhất của họ, và tất cả sẽ quây quần bên nhau trò chuyện những cái điều quan trọng, và họ biết rằng là sẽ gặp tất cả mọi người ở đây và ngày mai, và đó cũng là một trong những điều mà họ rất là yêu thích và họ muốn làm. Thứ tư đó là họ sống không vội vã. Tức là sao? Tức là bí quyết sống lâu của họ là họ luôn tự nói với bản thân là sống chậm lại và thư giãn đi nào. Họ còn nói với bản thân họ là bạn sẽ sống lâu hơn nếu như không sống vội vàng. Ý thứ năm rất là quan trọng đó là họ nói là hãy lạc quan. Cái này cũng giống như là hãy suy nghĩ đến những điều tích cực. Họ nói là mỗi ngày thì đều tự nhủ với bản thân là hôm nay sẽ tràn đầy sức khỏe và năng lượng, và hãy trọn vẹn nhất có thể, là sống ở hiện tại và luôn luôn tích cực, luôn luôn lạc quan để cuộc đời họ luôn luôn vui vẻ. Đó là cái liều thuốc cho tinh thần. Vậy thì em thấy là họ cũng khá là chú ý đến đời sống tinh thần hay là ăn uống, thì họ có những cái về chế độ ăn uống ikigai đúng không Quang? Đúng rồi. Cái chương này là anh nghĩ là trong sách này thì cái chương này là một chương con trò rất quan trọng đấy. Cái chế độ ăn gọi là ikigai. Đó. Thì trong này nhá, một cái nguyên nhân mà được các chuyên gia chỉ ra là Okinawa là tỉnh duy nhất ở Nhật Bản mà không có tàu hỏa nhé. Cư dân của đảo là đi bộ hay đi xe đạp khi không lái ô tô. Đây cũng là tỉnh duy nhất tuân thủ khuyến nghị của chính phủ Nhật Bản về việc ăn ít hơn 10 gram muối mỗi ngày. Đấy. Thế thì người ta có nghiên cứu cái chế độ ăn kỳ diệu của Okinawa. Đấy, tức là đây nhé, người ta tổng kết lại một số điểm sau đây nè. Người dân địa phương ăn đa dạng nhiều loại thực phẩm và đặc biệt là rau. Tức là cái tính đa dạng có lẽ là mấu chốt. Đấy. Trong này nói là một nghiên cứu về những người sống trăm tuổi ở Okinawa là cho thấy là họ ăn 206 loại thực phẩm khác nhau, bao gồm cả gia vị một cách thường xuyên nhé. Họ ăn trung bình là 18 loại thực phẩm khác nhau mỗi ngày, một sự tương phản rõ rệt với văn hóa thức ăn nghèo dinh dưỡng của chúng ta. Cái điểm thứ hai là họ ăn ít nhất 5 khẩu phần rau quả và quả mỗi ngày. Hàng ngày người Okinawa ăn ít nhất 7 loại trái cây và rau quả. Ngũ cốc là một cái nền tảng trong chế độ ăn của họ. Thì nhất thực ra chắc đến đây là mình thấy nó khá giống cái cách ăn thực dưỡng. Thực dưỡng thì cái ngũ cốc vẫn là chiếm tỷ trọng cao nhất. Họ hiếm khi ăn đường, đây đặc biệt là cái điểm này. Rất ít ăn đường, và nếu có thì là đường mía thôi. Chúng tôi lái xe qua một số cánh đồng mía này, trong đoạn có viết cái đoạn này ha. Đấy. Thì ngoài những nguyên tắc ăn uống cơ bản này thì người Okinawa còn ăn cá trung bình là 3 lần mỗi tuần. Không như các vùng khác của Nhật Bản thì loại thịt được tiêu thụ thường xuyên nhất là thịt lợn. Mặc dù người dân địa phương chỉ ăn nói chung ấy là 1 hoặc 2 lần một tuần thôi.
nói chung. Và trong này người ta cũng nghiên cứu luôn này, các cái nghiên cứu của Marco Tu Suzuki còn chỉ ra những điểm sau đây. Nhìn chung là người Okinawa là tiêu thụ đường chỉ bằng 1/3 so với còn lại của dân số Nhật Bản, có nghĩa là những cái loại như là đồ ngọt và sô cô la là chiếm chưa đến 1% trong cái chế độ ăn của họ, và họ cũng tiêu thụ lượng muối chỉ bằng 1/2 so với phần còn lại của dân số Nhật Bản, 7 gram mỗi ngày so với mức trung bình là 12. Họ hấp thụ ít calo hơn, tức là trung bình là chỉ có 1.785 calo mỗi ngày thôi, so với 2.068 của phần còn lại của dân số Nhật Bản. Như vậy là trong này và trong này có một cái khái niệm ăn nó gọi là hara hachibu. Đã, thì này chúng ta đã nhắc đến cái quy tắc là 80% đề cập trong cái chương đầu tiên đấy. Đó, tức là khi bạn mà một cách dễ nhất này là khi nhận thấy mà cái bụng mà đã gần no nhưng vẫn có thể ăn thêm thì lúc đó tốt nhất là hãy ngừng ăn. Thì cái đây là cái điểm mà cũng cho nên là cái cách như nào, đây là lý do tại sao mà ở Nhật Bản nhá thì khẩu phần ăn thường là nhỏ hơn nhiều so với phương Tây. Thức ăn không được phục vụ theo kiểu là món khai vị, món chính và món tráng miệng. Thông thường là các nhà hàng ở Tây nó hay tới lúc ăn bao nhiêu thứ lên đúng không ạ? Thay vì đó nhá là món ăn được bày lên cùng một lúc trên các cái đĩa nhỏ, một ít cơm, một ít rau, một ít súp và món ăn nhẹ thôi. Người ta sẽ có cảm giác là ăn nhiều thứ rồi, người ta không ăn lượng quá lớn nữa. Đấy. Tóm lại là ăn ít thì về cơ bản là sẽ sống lâu hơn. Và trong cái chương này người ta cũng nhắc khá nhiều đến các cái loại thực phẩm mà nó chống oxy hóa được tìm thấy tự nhiên trong chế độ ăn của người Okinawa. Thì đây trong này người ta có liệt kê này, dầu chất oxy hóa và đặc biệt ngầm như mỗi ngày 15 thực phẩm dưới đây được xem là bí quyết cho sức sống bền của người Okinawa nhé. Gồm có này, đậu phụ này, súp miso này, cá ngừ này, cà rốt này, dưa hấu này, trong biển này, cải bắp này, hành tây này, giá đậu nành này, một loại dưa chuột là Hachima, đậu nành, khoai lang, ớt, trà hoa nhài. Trong này cũng nhắc khá nhiều đến các loại trà. Người Okinawa là uống trà là Sabin Cha, cái hỗn hợp của trà xanh và hoa nhài. Cái này nó cũng giúp cho giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tăng cường miễn dịch vân vân khá là nhiều nhé. Đấy. Ok. Và trong sách này ở trang số 146 cũng có nhắc đến một list danh sách các loại thực phẩm chống oxy hóa cũng khá hay. Anh thì anh cho rằng vì anh là người tìm hiểu về thực dưỡng, nghĩ là cái vấn đề về ăn uống là cực kỳ quan trọng. Quan trọng luôn. Và ngoài ra thì không chỉ là nguyên về ăn uống mà là hay là chúng ta cũng phải luyện tập thể dục thể thao hay là thiền hay là yoga. Thì trong cuốn sách cũng nói rất là nhiều và có rất là nhiều những cái bài tập để chúng ta có thể tham khảo. Thì nếu như mà các bạn muốn tham khảo thì các bạn hãy mua cuốn sách này và đọc và hãy thực hành theo những gì mà tác giả có nói. Tóm lại thì trong cuốn sách, xuyên suốt cuốn sách có những điều rất là quan trọng, đó là 10 quy tắc của Ikigai mà lúc đầu thì mình đã có giới thiệu. Thứ nhất đó là hãy thật là năng động và tiếp tục làm những điều mà có giá trị này, đạt được tiến bộ và mang lại vẻ đẹp và tiện ích cho người khác, giúp đỡ và định hình được thế giới xung quanh mình là vô cùng quan trọng. Và ngay cả khi mà nghề nghiệp của chúng ta chấm dứt thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục làm những cái việc khác. Cái điểm thứ hai là sống chậm lại, đúng không ạ? Tức là càng vội vã thì chất lượng sống của bạn càng giảm. Người xưa là vẫn hay nói là muốn đi xa thì hãy đi chậm lại. Khi chúng ta vứt bỏ cái sự vội vã sau lưng thì cuộc sống và thời gian sẽ mang ý nghĩa mới. Thứ ba đó là không ăn quá no. Cái này chị cũng nhắc xuyên suốt trong từ đầu đến giờ. Thì muốn sống lâu thì đừng ăn quá nhiều. Nguyên tắc 80% để giữ sức khỏe lâu hơn, chúng ta nên ăn ít hơn so với nhu cầu thay vì ăn uống vô độ. Thứ tư là hãy gần gũi với bạn bè thân thiết. Bạn bè chính là liều thuốc tốt nhất. Hãy tâm sự những điều bạn lo lắng qua các cuộc chuyện trò thân mật, chia sẻ những câu chuyện khiến một ngày của bạn trở nên tươi sáng, nhận lời khuyên vui chơi, mơ mộng hay nói cách khác là hãy sống. Nguyên tắc thứ năm đó là hãy giữ dáng cho lần sinh nhật kế tiếp. Thì nước sạch nhất là khi mà nước chảy và không bị tắc lại ở bất kỳ một nơi nào, thì cơ thể của mình cũng thế, cũng được bảo trì hàng ngày để có thể hoạt động trong một thời gian dài. Bên cạnh đó thì hãy tập thể dục để giúp giải phóng những hormone làm cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Thứ sáu là ý là mỉm cười. Nãy riêng có nói ý rất hay là một nụ cười là 10 tháng thuốc bổ đấy. Và có một cái điều rất quan trọng là cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý đâu. Và hãy nhớ rằng là mỗi khoảnh khắc sống trong hiện tại là một đặc ân vô giá. Thứ bảy đó là chúng ta hãy gắn kết lại với thiên nhiên. Mặc dù là mọi người sống ở thành phố nhưng mà những con người được định sẵn là một phần của thiên nhiên. Thì chính vì vậy mà chúng ta nên thường xuyên hòa mình vào thiên nhiên để sạc đầy lại năng lượng cho chính bản thân chúng ta. Một cái điều thứ 8 cũng rất là quan trọng là chúng ta hãy biết ơn. Đấy, hãy bày tỏ sự biết ơn với tổ tiên này, với thiên nhiên vì đã cho bạn không khí để hít thở, biết ơn bạn bè, gia đình, với mọi người. Tóm lại là bày tỏ sự biết ơn, cái đó rất là quan trọng, chúng ta luôn luôn cảm.
Cái điều thứ 9 cũng rất là quan trọng, đấy là sống trong hiện tại. Chúng ta hãy ngừng nuối tiếc về những điều xảy ra trong quá khứ và đừng có lo sợ với những điều mà tương lai chưa xảy ra. Hãy sống với thực tại. Sống với ngày hôm nay là tất cả những gì mà chúng ta có, và hãy tận dụng tối đa và hãy làm nó trở nên thật đáng nhớ. Và điều thứ 10, điều cuối cùng có lẽ là quan trọng nhất, cái linh hồn của cuốn sách này là hãy theo đuổi Ikigai. Tức là trong bạn phải tồn tại một cái niềm đam mê, một cái tài năng độc đáo mang lại ý nghĩa cho mỗi ngày bạn sống và thúc đẩy bạn chia sẻ những điều tốt nhất của bản thân cho đến giây phút cuối cùng. Thì sau khi đọc xong cuốn sách hay như này thì Duyên hành động như nào từ cái việc là chúng ta học được từ cuốn sách này? Hay đã làm gì rồi? Và sẽ làm tiếp cái điều gì? Đây là một cuốn sách rất là hay và dạy cho chúng ta sống có một cuộc sống lành mạnh hơn và khỏe khoắn hơn trong hàng ngày, đúng không? Để hướng đến một cuộc sống hạnh phúc và lâu dài. Thì nói chung là dạo gần đây thì em cũng đi bộ buổi sáng sẽ cảm thấy là bản thân cảm thấy khỏe khoắn hơn khi mà bắt đầu vào công việc của hàng ngày. Và bên cạnh đó thì ăn uống cũng lành mạnh hơn, rau củ quả nhiều hơn để giúp cho bản thân, hay là em cũng là con gái chính vì vậy mà cũng để ý đến cái vấn đề chống lão hóa. Và em cũng tìm được cái mục đích sống của mình, nên là Ikigai, để mình có thể thật là nhiều năng lượng để sống và trải nghiệm những công việc hàng ngày hay là trong tương lai, để mình có một mục đích để mình phát triển và sống một cuộc sống có ý nghĩa. Còn anh Quang thì sao? Anh thì cũng có khá nhiều hoạt động cũng dựa theo lời khuyên trong sách này, anh thấy cũng rất là tác dụng. Ví dụ như bây giờ là sáng nào cũng dậy sớm này, xong rồi chạy vòng quanh cái khu mình ở, và cứ theo nguyên tắc là cứ liên tục chạy, có thể là mỗi ngày một ít thôi, nhưng mà ngày nào mình cũng tiến bộ không ngừng để mà vận động cơ thể mình tốt hơn, khiến cho mình minh mẫn hơn. Cái điều thứ hai nữa là anh cũng giữ được thói quen là ví dụ như hàng sáng là có thể chọn đọc những cuốn sách gì đã hay, tức là mình tìm thấy một ý nghĩa để là mình chia sẻ cho người khác, đúng không ạ? Trong công việc của mình cũng vậy, mình tìm thấy cái niềm vui trong cái mảng về quản lý tài chính cá nhân, chia sẻ với mọi người. Hàng ngày mình cứ gặp, cứ đặt ra mục tiêu là mỗi ngày mình giúp được một người thôi, thì cũng là tìm thấy ý nghĩa cuộc sống rồi. Ngoài ra thì trong cuốn sách nó có nhắc đến yếu tố là chúng ta cần phải có cái yếu tố moi, là tạo một cộng đồng. Thì gần đây là công ty cũng gọi là thành lập câu lạc bộ vườn tâm, nơi mà mọi người sinh hoạt chánh niệm với nhau hàng sáng và chia sẻ những cái điều khó khăn trong cuộc sống, những cái kinh nghiệm hay. Thì đó là một cách để mình kết nối cộng đồng với nhau. Thì cũng là thấy là tóm lại nhìn chung là học được khá nhiều từ cuốn sách này và đã trao đổi cuộc sống rất là hạnh phúc, mặc dù là cũng còn đau đớn những thứ nó chưa được trọn vẹn, nhưng mà mình hiểu rằng là cuộc sống nó vốn như vậy, mình không ngừng tiến lên thôi. Vậy thì sau khi mà chúng ta đã tìm được cái ý nghĩa của cuộc sống này, đi tìm được lý do thức dậy mỗi sáng này, thì chúng ta có thể áp dụng gì đến tài chính cá nhân, tức là nó có ảnh hưởng gì đến tài chính cá nhân của mình không hả anh Quang? Anh thấy ảnh hưởng nhiều chứ. Trong mô hình tài chính cá nhân nhé, thì cái độ tuổi mà khi mà chúng ta có tuổi ấy, đúng không, thì mô hình mà hạch toán nguồn thu nguồn chi, thì nếu mà lúc đó mà sức khỏe của mình suy sụp quá kém và lúc mình tuổi về hưu, đúng không, thì là chắc chắn là cái phần chi phí nó sẽ bị đội lên, đặc biệt là chi phí y tế, mà lúc đó mình lại không đi làm được, mình chỉ phụ thuộc vào mỗi một cái nguồn thu về hưu trí không, thì là nó sẽ ảnh hưởng đến cái nguồn tài chính của chúng ta rất là nhiều. Mà đặc biệt là nếu mà sức khỏe của mình không tốt nữa, thì lúc đó sẽ bị những cái loại bệnh mà hiểm nghèo, thì hoàn toàn là có thể khiến cho người ta phá sản luôn ở tại cái thời điểm đó luôn. Ngoài ra thì nói gì nói cho tài chính cá nhân thì nó cũng dù gì cũng để hướng đến cuộc sống hạnh phúc. Nếu mà chúng ta chỉ gọi là cái tuổi già mà không có sức khỏe mà tài chính này khó khăn nữa, do cái vấn đề về chuyện chúng ta không có sức khỏe, ta không làm được việc, không tích lũy được tài chính tốt, thì nó cũng chỉ là sự kéo dài sự đau khổ thôi. Thì ý là gì nhỉ? Thì anh cho rằng là ai mà ý thức cái điều này từ khi còn rất là trẻ, thì chỉ cần là chúng ta duy trì được thêm độ khoảng thêm 10 năm, 15 năm mà chúng ta minh mẫn, khỏe mạnh để có thể tiếp tục làm việc được, kể cả khi chúng ta cao tuổi, thì nó đều tạo cho chúng ta một nguồn tài chính rất là dồi dào. Và kèm theo nữa là nếu như mà xét vào cái về đầu tư ấy, thì nếu như mà chúng ta có thêm sống thêm khoảng 10 năm nữa, 15 năm nữa chẳng hạn, thì cái tài sản mà chúng ta đem đi đầu tư nó cũng gấp lên rất là nhiều lần. Sức mạnh lại kép ấy. Chính xác là như vậy. Vậy thì sau cuốn sách này thì tác giả muốn gửi gắm là mong muốn rằng tất cả mọi người có thể tìm thấy cho mình một Ikigai riêng của chính bản thân mình, và sau đó thì theo đuổi Ikigai đó để mỗi sớm thức dậy thì chúng ta biết là chúng ta đang sống vì điều gì và sống trọn đam mê với cuộc đời. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của chúng tôi. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.